đi lui ra. Ra lấy khăn lau mũi đi anh ơi. Khăn đây này. Lau mũi đi. Xì mũi ra. Mạnh vào. Thế con cháo không? Nào xì mũi nào. Mạnh lên. Bên này. Lau đi. Lau mũi đi. Con tự lau đi. Vỗ ngực đi. Lau mũi sạch vào. Ngồi xuống. Thế bây giờ con ngồi xuống, mẹ lấy cháo ăn nào. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Đi lên ghế ngồi để ăn cháo. Ngồi đây ăn cháo nào. Con há mồm được chưa? Há mồm nào. Thế mẹ lại nhốt tiếp nhá. Nào há ăn nào. Thế ở trên này một mình mẹ đi xuống nhà nhá. Ở đây nhá. Cún ơi, cún, có ăn cháo không? Không ăn cháo thì mẹ không bế. Con định làm gì? Sao lại trèo ghế này hả? Nào đi, xuống đi, xuống đi. Đừng có sờ vào người mẹ. Đừng có động vào mẹ.